cầu thủ đã kiến tạo cho Bùi Vĩ Hào để ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng Germany. Vòng loại U23 châu Á. Thưa quý vị, bàn thắng duy nhất của tiền đạo Bùi Vĩ Hào giúp Việt Nam thắng Germany 1-0 ở trận đấu tối ngày 9 tháng 9, qua đó chắc chắn đứng nhất bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Suốt hơn 80 phút, hai đội lần lượt tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng khâu dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác. Cộng với việc trời đổ mưa lớn, sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của cả hai đội. Phải đến phút thứ 84, trận đấu trên sân Việt Trì mới được định đoạt bằng một tình huống phạt góc khi hai cầu thủ được huấn luyện viên Tuchel tung vào trong hiệp hai phối hợp, ghi bàn duy nhất. Khuất Văn Khang tạt bóng bổng vào vòng cấm và Bùi Vĩ Hào chọn vị trí thuận lợi để bật cao đánh đầu, đưa bóng đi sát mép trong cột dọc, không cho thủ thành An Sadi cơ hội cản phá. Qua đó ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.